Vâng, xin được cảm ơn chị Cái Tay của quý vị, cảm ơn phần trình bày của chị Thu Diễm. Quý vị thân mến, và liên tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe lời chia sẻ của anh Hoàng Sơn qua một ca khúc Bông Hồng Trắng. Xin được mời thính giả cô. Thank you.